bà con cần lưu ý khi thiết kế chuồng nuôi: chiều cao từ 70 đến 80 cm, chiều rộng 1,5 m, cần 50% ánh sáng, chuồng nuôi thoáng mát, có nắp lưới, có độ dốc và rãnh thoát nước. Giá thành cho một ô chuồng cho một đôi miếng thì tầm nếu như mà mình làm kiên cố và chát xung quanh và cả trong lẫn ngoài mà nắng như bể thì tầm khoảng 500-700 nghìn. Nhưng mà mình theo ở đây thì mình sẽ làm những cái chuồng rất là đơn giản để cho những hộ nông dân họ thực tập. Theo kinh nghiệm ở đây thì họ sẽ làm không chát như thế này mà có thể xây cái tường gạch này là thành tường long, xây xi măng để cho chuồng thoáng mát, nên lập cái chuồng cao lên một tí, cao lên, và hai nữa là lập bằng đôi xi măng để bảo vệ cho nhím trong bốn mùa. Thì mùa hè như thời tiết như mùa tháng 3 của Sơn La này nó có gió Lào, thì buổi trưa thì chúng ta nên có một xô nước dội vào cái chuồng để cho nó ẩm, cho nó mát. Thế còn mùa đông thì cố gắng là những cái chỗ chuồng nào mà lộng gió thì ta nên che nó kín gió. Gia đình bác Quản Thị Nè trước đây cũng xây hầm để nuôi nhím, nay bác đã đầu tư xây lại chuồng giống mới, có cửa lùa và sân chơi cho nhím. Bác thấy thuận tiện và sạch sẽ hơn trước nhiều. Tuy đã có tuổi nhưng chăm sóc đàn nhím 12 con, bác thấy vừa nhàn lại vừa có thu nhập. Cách làm chuồng kiểu mới là không có hang giả, có cửa lùa phía trong để nhím ghép đôi hoặc ra sân chơi vận động. Cửa lùa này rất thích hợp cho những mẹ khi sinh sản. Khi thiết kế ô chuồng, bà con nên thiết kế lỗ thoát nước và rãnh thoát nước. Lỗ thoát nước cần rào bằng sắt để nhím không đào thoát ra phía bên ngoài. Phân biệt được cái thì tốt nhất là để khoảng 5-7 tiếng sau người ta có thể kiểm tra được ngay. Bởi vì sau khi kiểm tra nhiều lần thì các chuyên gia sẽ biết rõ là thế nào là con đực và thế nào con cái. Nhím được màu dài, đầu nhọn, thân hình thon dài, đôi dài hơn con cái, dưới háng có hai dịch hoàng và nhô ra phía trước bụng, các lỗ hậu môn khoảng từ 4-5 cm. Nhím được tính tình hung dữ hơn, hay lồng lộn, đạp chân phành phạch, vừa cắn vừa đánh lông tấn công đối phương. Còn nhím cái thì mỏ ngắn, đầu hơi tròn, thân hình quả chám, đuôi ngắn và mập hơn con đực, dưới bụng lộ rõ 6 vú hai bên, dưới háng có lỗ sinh dục cái cách lỗ hậu môn khoảng 3 cm. Nhím cái tính tình hiền lành hơn và chỉ hung dữ lúc đẻ. Hiện tượng đồng ruột của con nhím thì từ khi bắt đầu là hàng năm, hàng tháng thì cũng không phải là lúc nào nó cũng đồng ruột. Thế thì khi mình có thể là con cái nó sinh sản được khoảng 2 tháng tuổi, mình tách con ra thì mình thả con được vào thấy hiện tượng đồng ruột. Thì trong lúc đồng ruột thì thấy ở chuồng có những cái lông tơ nhỏ dựng xuống và mình phát hiện là đấy là thời gian đồng ruột. Còn sau đó thì mình có thể là chính xác nhất là mình sẽ cân tự con cái lên, xem cái con cái đó là bao nhiêu thời cân. Một tháng sau hoặc nửa tháng sau mình cân thử lên thì thấy trọng lượng con cái đó tăng cân thì đó là đã được đực. Thì trong cái thời gian thả đực thì mình có thể thả 40 ngày cho một con cái, sau đó là mình bỏ con đực ra để theo dõi tiếp. Khi mình thả đực vào thì con cái kém ăn hơn con đực, và con có thể là thức ăn ngày hôm sau là mình khẩu lượng ăn bình thường trong một ngày, nhưng ngày hôm sau đó thừa ra một ít. Qua theo dõi của bà con chăn nuôi nhím tại tỉnh Sơn La, nhím trưởng thành từ 8 đến 10 tháng, trọng lượng bình quân từ 8 đến 10 kg bắt đầu sinh sản. Nhím cái động dục từ 1 đến 2 ngày và cho phối giống suốt thời gian này. Nếu lông tơ dựng nhiều kết hợp với nhím kém ăn, đó chính là hiện tượng nhím động dục. Những con đực mà mình đã chọn, những con đực khỏe mạnh và những con đực đó thuần với những con cái
mình đã ghép được, có thể là tôi ghép một con cái với một con đực với ba con cái được, nhưng mà cái thời gian theo dõi nó rất là tỉ mỉ và sát sao. Còn nếu như mà nếu theo các hộ nông dân của mình không theo dõi được thì tốt nhất là nên đẻ một đực một cái để là tốt hơn. Đó đi lại đứng đứng góc bên này thôi. Đây là những cái lý lịch để ghi trong chủ trại. Còn ví dụ như là trong chuyên môn thì là có những quyển sổ để mình ghi chép từng ngày tháng một. Khi ghép đôi, bà con cần có lồng sắt để bắt nhím. Lồng sắt là bằng lưới thép chắc chắn, chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm, chiều cao 20 cm và có cửa hai đầu để thuận lợi khi bắt và thả nhím. Bà con cần kiểm tra nhím trước và sau khi ghép đôi. Nếu sau khi ghép đôi, trọng lượng nhím tăng lên, có nghĩa là nhím đã có chừa. Sau khoảng 3 tháng, nhím sẽ sinh con. Thời gian sắp sinh con, trong chuồng sẽ có nhiều lông tơ rụng. Bà con cần theo dõi để chăm sóc nhím khi sinh con. Cái hiện tượng của cái con cái mà sắp đẻ là nó dựng lông con rất là nhiều ở chuồng. Nếu như mà khi mình tách con đực ra trong một thời gian rất là dài, khoảng hơn 2 tháng chẳng hạn, thì thấy cái tăng trọng của con cái nó tăng cân này, và thấy cái đến lúc cần sinh sản là 90 ngày chẳng hạn, thì từ khi thả đực vào đến lúc mà mình thấy hiện tượng đó là 90 đến ngày, thì mình thấy nhiều cái lông con nó rụng ra, thì đó là một vài ngày nữa thì nó sẽ sinh sản. Nhím thường đẻ vào ban đêm. Nhím con mới đẻ ra kêu lít chít như chuột. Nhím mẹ không chỉ cho con mình đẻ ra bú, mà còn cho cả những con không phải mình đẻ ra bú bình thường. Nhím mẹ sau khi đẻ 3 ngày là chịu đực và cho phối giống cho chu kỳ sinh sản tiếp theo. Nhím con mới đẻ trong vòng từ 1 đến 2 tháng, lông còn rất mềm và rất hiền, ta có thể bắt lên xem để phân biệt đực cái, đánh dấu theo dõi về sau. Khi nó đẻ thì có thể là sinh sản bình thường là 1 đến 4 con, thế nhưng là đa số là được 2 con. Thế nếu như mà sinh 3 đến 4 con thì cái cách chăn nuôi của mình nó khác. Phải bắt con một con ra và đánh dấu từng con số 1, số 2, số 3 để cho nó bú. Nếu mà để 3 con chung vào một lúc thì nó tự nó đánh nhau chết một con, để còn lại 2 con. Còn nếu mà để 4 con thì mình sẽ phải tách 2 con ra, cứ sau 1 tiếng đồng hồ là mình lại phải tách ra để cho đổi con nhím con vào để nó bú. Thế sau 1 tuần thì